Hello, chào các bạn. Chào các bạn nha. Hôm nay tôi lại chia sẻ cho các bạn một cái video các bạn xem là cái máy này nó bị làm sao nhá. Đây là một cái máy bơm nước các bạn ạ. Cái này máy bơm nước nó dùng cho bơm nước lên gia đình trong nhà của chúng ta. Cái máy này thì nó rất là phổ thông rồi. Quá trình sử dụng thì cái này nó đã bị cháy các bạn ạ. Con này là của hãng Senna, cái này nó là 250W. Đó. Nó có thể bơm cao lên được 32 mét các bạn nhé. Nhưng nguyên nhân cái này nó bị cháy, các bạn xem này. Đây. Bộ dây cháy nát bét đây này. Đó. Cháy hết cái bộ dây này. Bộ dây làm việc cháy hết này. Bên này cũng thế này. Nhưng nữa là cái tụ này cũng bị chết các bạn, tụ bị chết đâm ra không khởi động được. Cái lỗi nó cháy là do vì là cái này nó bị chết tụ nên nó không khởi động được. Và cái này cắm điện nó không rút ra nên nó cháy động cơ này. Đó. Bây giờ cái cách để chúng ta xử lý dùng được lại cái này là bằng cách là chúng ta phải tháo cái này ra, chặt dây ra, chúng ta quấn lại các bạn nhé. Đó, cuốn lại và thay tụ. Đó. Đây là một cái bơm hút đẩy thông thường được sử dụng rất nhiều trong gia đình của nhà chúng ta. Cái này thì nó có một cái ưu điểm là nó không cần cái quạt là làm mát cho cái động cơ, vì động cơ này nó tự làm mát luôn. Đấy, nó tự làm mát. Vì lý do là nó có 200W thôi, làm việc ở chế độ ngắn hạn làm lại nên là nó không có cánh quạt làm mát ở phía sau này thổi vào. Cho nên là nó chạy nó làm mát trực tiếp luôn. Thì đây là đầu vào các bạn ạ, đây là có mũi tên đây này. Nhiều người không biết sử dụng, nếu mới mua về thay máy thì chúng ta phải biết cách lắp đầu vào đầu ra. Các bạn nhớ là cứ nhớ bên nào nó có cái đây này, cái đây là van một chiều chỗ này này. Thì đấy được gọi là cái đầu vào nhá. Có mũi tên này, nhớ là có mũi tên. Còn khi mà chúng ta thay cái máy này mà chúng ta không quấn, chúng ta thay thì chúng ta mua đúng cái máy này về thì chúng ta lại lắp vào như này thì nó rất là dễ, nó đúng kích thước của cái đường ống, chúng ta không phải cắt chế ống gì cả. Đấy, nguyên tắc để chúng ta thay bơm nhanh gọn nhất là chúng ta thay đúng cái bơm mà nó đã cháy, là cách đơn giản nhất. Đó. Vậy để trường hợp mà tránh hiện tượng bị cháy thì chúng ta làm một cách, đó là chúng ta phải để ý động cơ không bị ẩm ướt là một. Thứ hai, chúng ta sử dụng mỗi lần chúng ta bật máy lên thì chúng ta phải để ý xem động cơ nó có chạy qua quay không, hoặc nó có tiếng kêu lạ không. Nếu là sự có tiếng kêu lạ thì chúng ta ví dụ như tiếng kêu rất to là ồn, hoặc tiếng bi chẳng hạn hay là gì đó, chúng ta phải thay bi ngay, không nó vỡ bi nó sẽ kẹt. Thế còn trường hợp nó không chạy, mình cắm vào chẳng may nó không chạy chẳng hạn, thì chúng ta phải rút điện ra ngay. Đó, vì chúng ta thường là không 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 làm tủ điện cho nó, cho nên là nó hay bị cháy do lý do là vì mình cắm điện vào nó không chạy chẳng hạn, vì hỏng tụ mà, cho nên nó không khởi động được. Thế là cắm một lúc nó om luôn, vì có một số cái máy này nó đã được bị xử lý lại rồi dẫn nên nó không có dây le nhiệt để tự ngắt. Còn lúc mới thì nó có dây le nhiệt đấy các bạn ạ. Thế nhưng có điều là cũ này đã một lần vài lần mới ra sửa rồi thì nó không còn dây le nhiệt nữa, thì khiến cho là nó vẫn cháy bình thường các bạn nhé. Đó. Cách duy nhất là chúng ta mỗi lần chúng ta để máy nó chạy thì chúng ta phải để ý có tiếng kêu lạ hay không, hoặc là chúng ta cắm vào máy động cơ nó có chạy hay không. Đó, còn nếu không chạy chúng ta phải rút điện ra ngay. Rồi, qua video này cho các bạn biết thêm cái cách mà chúng ta phòng tránh cái máy chúng ta bị cháy hay là bị giò điện giật hay gì đó, thì chúng ta phải biết cái cách chúng ta ngắt điện ra nhá. Rồi, chào các bạn. Hẹn các bạn một video khác nhá.